Mình xin gửi lời chào của quý khán giả của đài VTN trong chương trình buổi tối của ngày hôm nay, chương trình Đẹp The Beauty Show. Và hôm nay rất là đặc biệt là nhân vào dịp lễ Halloween sắp tới thì Trà My và Hồng Tứ cũng như có những cái trang phục rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Và chào em cô gái người mỏ da đỏ của buổi tối ngày hôm nay. Thưa chị cũng như là Hồng Tứ cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Đẹp The Beauty Show ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta đó là mời được một người model rất là đặc biệt để mà tham gia chương trình lễ Halloween ngày hôm nay. Đó là chị Lenny. Hello chị. Hello chị Lenny. Xin chào chị Lenny. Có vài lời chào đối với khán giả của đài VTN. Chào quý thính khán giả của đài VTN. Xin kính chào hai cô xinh đẹp ở đây. Trà My nghe nói là chị Lenny là người phụ nữ đã sắp có một cái chương trình rất là đặc biệt là trong cái buổi thi thời trang cũng như là buổi thi Hoa hậu phu nhân sắp tới và nó được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 sắp tới đây ở tại Redondo Beach. Dạ, yeah. Thì Hồng Tứ cũng xin đọc rõ hơn đó là vào thứ Bảy, quý vị, ngày 9 tháng 11 năm 2013 tại Redondo Beach Performing Arts Center, địa chỉ đó là 1935 Manhattan Beach Boulevard, Redondo Beach, California 90278. Và nếu như mà quý vị nào mà có những cái thắc mắc muốn gọi để mình tìm hiểu cho xem cái số điện thoại là số mấy thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại đó là 714-989-0877, 714-989-0877. Và đặc biệt trở lại chương trình của ngày hôm nay là những dịp hè lễ Halloween sắp tới thì quý khán giả biết là Halloween là một ngày đặc biệt để dành cho những ngày ma quỷ và đa số là cái ngày đó là ma quỷ hiện về, cho nên đa số mọi người dress up là diện lên làm hóa trang làm sao cho giống ma quỷ để cho những cái âm hồn ma quỷ nhận ra mình cũng giống nhau, không bắt cóc mình đi. Nhưng đặc biệt Trà My và Hồng Tứ thì không muốn làm ma quỷ mà chỉ muốn làm thiên thần làm cho đẹp hơn. Thì ngày xưa thì chúng ta thấy là những cái bộ trang phục nó hơi ghê gớm, nó hơi rùng rợn một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì trang phục nó có phần dễ dãi hơn. Người ta có thể hóa trang thành những cái nhân vật nổi tiếng hay là những cái nhân vật trong truyện tranh, giống như là Hồng Tứ ngày hôm nay là một cái nhân vật ở trong Disney. Và bây giờ chị Trà My. Và My biết là thường là người Việt Nam mình thường là không có Halloween, và ngay cả ngày Việt Nam vẫn chưa có Halloween, nhưng mà bây giờ ở Mỹ bây giờ thì Halloween rất là thông dụng và phổ biến. Và đối với Halloween, ngày lễ Halloween thì người Việt Nam mình vẫn còn xa lạ. Thì My hy vọng rằng cái chương trình show của ngày hôm nay là giúp cho những chị em phụ nữ ta, mình là những người phụ Việt Nam tuy là sống ở Mỹ nhưng mình nên hội nhập vào để tiếp tục những cái phong tục tập quán của người Mỹ, và nên đi kiếm những cái bộ trang phục thật đẹp cho bản thân mình để mặc. Và ngay tại những cái tiệm nó có bán ngoài những cái trang phục ma quỷ, còn có những cái bộ thiên thần rất là đẹp và rất là phù hợp, mình nghĩ rất là phù hợp cho chị em phụ nữ của Việt Nam mình. Dạ, thì ngày hôm nay em cũng biết là chị Trà My sẽ làm một cái make up để mà dành riêng cho ngày lễ Halloween này với cô model Lenny ngày hôm nay. Thì không biết là chị Lenny trước tới đây chị có tham gia những cái show mà make up ở trên những cái show truyền hình như vậy hay chưa? Riêng mình thì mình chưa bao giờ tham gia mấy show truyền hình make up như này. Mà đôi lúc có đi vài cái show model thì có người make up làm tóc cho mình hết. Quý khán giả biết không, chị Lan Nì thì hồi nào giờ là chưa make up, nhưng ngày hôm nay là nhân dịp lễ Halloween thì Trà My sẽ có một cái make up rất là đặc biệt, đó là Smoky Eye, và dùng những cái màu sắc màu những tông màu tối, có nghĩa là màu nâu màu đen, để làm hóa trang làm sao cho cái gương mặt mình không phải là dữ nhưng mà làm sao mà cho phù hợp với cái ngày lễ Halloween này. Thì em thấy là người châu Á mình thường thiên về những cái màu mà sáng hơn hả chị hả? Mà đặc biệt là người phụ nữ Việt châu Á của mình là có những cái cặp mắt nhỏ, cho nên thường là mình đánh những cái màu sáng, màu tím, màu xanh, màu hồng, màu nâu. Nhưng mà đối với cặp mà mắt mà smoky eye, và đặc biệt là dành cho cái ngày mà ma quỷ, thì mình nên dùng những cái màu mắt màu nâu, màu sẫm chút xíu để tạo ra một cái nét sắc sảo và tạo một cái ấn tượng riêng cho bản thân mình. Nhưng mà trước khi mà vô chương trình nãy giờ đó, trước khi mà show đó, quý vị có đoán được đây là bà mẹ đã có ba người con hay chưa? Lúc mà Hồng Tứ vào cái chương trình đó, Hồng Tứ thấy là wow, cái chị giữ dáng rất là hay. Nãy giờ Hồng Tứ ráng, Hồng Tứ kìm lại, là bây giờ muốn hỏi cái bí quyết nào để mà chị giữ được cái dáng mà sau khi sinh mà vẫn cái dáng thon gọn như vậy hả chị? Dạ thưa Hồng Tứ, thưa quý thính khán giả, Lani thì có một bé trai mới có 3 tuần, nhưng mà đi đâu ra ngoài đường thì mọi người cũng nói là nhìn không có biết là mới sanh con. Thì đặc biệt mẹ của mình á thì nói bảo là cái bí quyết á làm cho bụng nhỏ thon nhanh thì là mình lấy muối biển và hạt đậu, hạt đỗ đấy, mình rang lại cho thật nóng rồi mình đè lên trên bụng của mình
mỗi khi nào mà có thời gian, bất cứ lúc nào, không có cần bao nhiêu thì cái bụng mình rất là nhanh nhỏ. Mà đặc biệt đây là mình có làm qua mình thấy đúng đúng vậy. Tại vì chị em biết là cái muối và cái đậu nó tạo, khi mà nó hòa lại với nhau thì nó giữ cái độ nóng rất là lâu. Ngay cả ví dụ như bây giờ mình dùng một cái chai mình đổ nước nóng vô mình lăn nó cũng quất, nhưng mà cái chai nó có thể dễ làm burn cái da của mình. Cho nên cái đậu và cái muối nó hòa với nhau, nó không có làm burn da mà nó làm cho tan cái mỡ bụng nó nhanh. Vào đây một cái bí quyết rất là hay mà mình nghĩ rất là áp nhiều hiệu quả nhanh, mà đặc biệt là cho dành những ai mà mới xăm xong thì sẽ mình nghĩ là xuống cân rất là nhanh. Vậy thì cái chế độ ăn uống của chị như thế nào? Chị có nhịn ăn hay là exercise ngoài cái việc mà chị dùng cái muối và đậu chị rang chị đắp lên trên bụng? Đặc biệt mình thì không có nhịn ăn, không có gì hết. Cho con bú sữa mẹ. Và nếu mà mình cho con bú sữa mẹ thì đó cũng là một cái cách để cho mình xuống cân rất là nhanh. Rất là đặc biệt. Quý khán giả ơi, chị Lani ngày hôm nay sẽ làm model cho Trà My với cặp mắt là Smoky Eye để chuẩn bị cho dịp lễ Halloween sắp đến. Và em cũng thấy là giống như một số người khi mà làm cái Smoky Eye đó chị, người ta nói là một số người ta làm không có được, người ta bỏ màu lên là cái cục màu nó cứ dính ở đó và không thể nào mà tán đều cái màu được. Thì không biết là chị có bí quyết nào ngày hôm nay để mà chia sẻ đến cho quý vị. Thường Smoky Eye là dành cho những cặp mắt mình nó đen mà nó nâu mà nó ấn tượng giống như mắt ma mắt quỷ gì đó. Nhưng mà đối với chị thì chị không muốn làm ma quỷ. Đối với người mẫu rất là xinh đẹp như ngày hôm nay, nhưng cái công thức của làm Smoky Eye có nghĩa là mình sử dụng ba cái màu nâu và 6 cái màu đen. Ba cái màu nâu và 6 màu đen và đánh 6 lần chồng lên nhau. Và khi mình đánh chồng lên nhau và mình tán đều nó ra, mỗi lần mình đánh màu nâu màu đen mình sẽ tán đều cái màu nâu ra, mình tán cái đều màu nâu màu đen với nhau và mình cứ đánh dày lên cho tới 6 lần như vậy, thì để mà tạo một mắt mà vừa sâu mà màu đen mà nâu, nó vừa ấn tượng và nó tạo một cái gì đó rất là sâu thẳm. Vì chúng ta sẽ bắt đầu với khuôn mặt của model. Chị sẽ đánh foundation cho người mẫu Lani trước. Và da mặt của chị rất là đẹp, có nghĩa là không có mụn mà không có tàn nhang, cũng như không có những cái vết nám. Cho nên Chami sẽ không cần dùng concealer để che những cái vết khiếm khuyết trên mặt của chị. Tại da mặt của chị là perfect mà không có một nếp nhăn nào hết. Chị có thể cho mi biết cái bí quyết nào mà chị giữ gìn da đẹp không chị? Riêng mình thì ăn trái cây và uống nước nhiều thêm một chút. Ăn trái cây và uống nước nhiều, đó là một bí quyết và truyền thống hồi nào với giờ. Ngay cả tất cả những người model nổi tiếng và những cái chế độ ăn uống của bao nhiêu người mà để giữ một cái làn da đẹp đều phải công nhận ăn trái cây và uống nước, và đồng thời tập thể dục là một trong những cái bí quyết mà hay nhất để làm cho một cái dân để có một cái làn da đẹp. Nhưng mà nói thì dễ mà khi mà mình làm vào nó cũng rất là khó lắm. Nhiều người nhiều khi cả ngày đi làm quên uống nước, không uống đủ cái lượng nước trong người, giống như là mình trái cây nữa, nhất là trái cây lười gọt hay là như đúng thế nào vậy, là quên ăn luôn. Cho nên bây giờ muốn nói bây giờ đẹp hay xấu là mỗi ngày là một lúc nào phải có một bình nước ở trên xe, và hoặc là mình đi vô chỗ làm lúc nào phải có một cái bình nước để trên bàn của mình, là trong ngày tiêu chuẩn là mình phải uống hết cái bình nước, và mỗi buổi sáng trước khi ngủ dậy phải uống hết nước. Và trái cây thì mình khi nào mình rảnh á, buổi tối mình gọt sẵn gọt để bịch trong tủ lạnh, nhưng mà ăn được á, nhớ là nếu mà để quên ngoài xe thì đừng có ăn nữa, nếu không nó bị thiêu là ăn là đã bụng. Bây giờ chúng ta sẽ và hôm nay thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cái phần foundation, cũng như sẽ bắt đầu foundation và chị sẽ đánh eyeshadow trên gương mặt của người mẫu Lani. Và không biết là để chọn được cái màu foundation phù hợp cho cái nước da thì như thế nào hả chị Trà My? Trên mặt của chị Lani thì chị sẽ chọn cái Olive One Number 2, có là cái màu cái màu rất là phổ biến cho cái màu Asian người châu Á của mình. Người châu Á của mình thường là không có da, không có trắng lắm mà cũng không có ngâm đen, cho nên mình màu là hơi màu nâu. Thường là Olive One Number 2 là cái màu rất thích hợp và phù hợp cho cái người phụ nữ của Việt Nam của mình. Mình cứ tán đều lên trên mặt. Và mình cứ tán đều lên trên mặt. Và em thấy đánh lên, tại vì da mặt của chị Lani em thấy là cũng đẹp sẵn rồi, nên bỏ cái foundation lên thêm nữa thì nhìn nó mịn hơn hả chị hả? Đúng vậy. Và khi mình đánh foundation á, là mình nhớ mình đánh luôn trên cái mai của tóc, mình sẽ tán đều nó ra để mình không có bị giống như cái lốm đốm chỗ đánh chỗ không, và mình chỉ tán đều ra và đánh trên cái mang tóc mình đi tán vô bên trong. Và nếu mà mình mặc những cái cổ rộng thì mình có thể đánh luôn ở dưới cái phần cổ.
Và foundation thì em thấy đó, có nhiều người ta hỏi là tại sao khi mà bỏ foundation lên rồi đi ăn lúc buổi tối hay là đi party chụp hình, cái mặt mình giống như là nó trắng xóa lên luôn, và cái mà nhìn ở ngoài thì rất là bình thường mà lên hình thì nó lại khác, thì không biết là lý do tại sao hả chị? Nếu mà nhìn bên ngoài thì thường là khi mà mình dùng make up, mình dùng ánh đèn, mình khi mình đứng make up mình không nên để một cái ánh đèn sáng quá khi mình make up, tại vì khi mình vô ánh cấp mà để ánh đèn sáng quá mình cứ tưởng là cái make up nó vừa mắt, nhưng mà không phải, tại cái ánh đèn đôi lúc nó làm concealer, nó làm cho cái mắt mình nó nhìn cái màu make up nó không được tự nhiên. Đôi lúc mình nhớ ủa sao mình đứng ở trong ánh đèn mình làm make up đẹp lắm, nhưng mà khi mình bước ra ngoài mình đi qua một cái chỗ nào mà có kiến mình nhìn ủa sao cái make up nó đậm quá hoặc là sáng quá, nó không có match với skin tone của mình. Cho nên khi mà mình nhìn làm make up mình nên chọn một cái chỗ nào mà cái ánh đèn nó không có sáng quá mà nó chỉ vừa nó vừa chừng thôi. Ví dụ như make up mà lên tivi nó khác, make up mà đi trình diễn hoặc là đi tiệc nó vẫn khác hơn là make up bình thường. Khi quý vị làm make up đi tiệc thì thường nó khác, nó sẽ có những cái màu sắc nó đậm hơn, và nên mình nhất là chọn một cái chỗ mình đứng make up không có để những cái đèn sáng quá. Trà My xin tạm dừng trong giây phút cho phần thông tin thương mại của đài, xin quý vị khán giả hãy giữ máy, xin trở lại trong giây lát chúng tôi sẽ trở lại. Xin chân thành cảm ơn.